Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Thì đây là một cái video, chắc là video cuối cùng trong năm 2020. Và Tiên muốn recap lại những cái khoảnh khắc năm vừa rồi của Tiên. 2020 là một năm đầy rẫy sự khó khăn, rất nhiều thứ đã xảy ra, tốt có, xấu có. Và đây có lẽ là một năm mà thế giới thay đổi hoàn toàn rất nhiều. Nhưng phải nói là nếu mà không có năm 2020 thì chắc chắn là không thể nào chúng ta nhìn nhận lại cuộc sống, chúng ta sống chậm hơn, chúng ta biết yêu thương bản thân hơn cũng như là yêu thương mọi người xung quanh chúng ta hơn. Và nếu mà không có năm 2020 thì chắc chắn là năm 2021 chúng ta sẽ không cố gắng hơn nữa. Tiên chúc các bạn có một năm 2021 thật nhiều thành công, thật nhiều hạnh phúc nè. Luôn phấn đấu trong công việc cũng như là học tập, và luôn cống hiến hết mình cho những gì mình làm và đặt ra những cái mục tiêu mà mình có thể đạt được. Năm 2020 vừa rồi đối với Tiên là một năm có rất là nhiều khó khăn và Tiên phải vượt qua rất nhiều, cũng như Tiên đã đạt được khá là nhiều những cái thành tựu mà Tiên đặt ra từ năm 2019. Và Tiên mong là trong những cái năm sắp tới đây thì các bạn vẫn luôn ủng hộ cho Tiên, cũng như là kênh YouTube và cũng như là History và No Control, là một cái brand mà Tiên vừa mới launching vào năm nay thôi. Thì Tiên rất là mong các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ nó. Các bạn nên nhìn nhận thế giới và năm 2021 sẽ là một cái gì đó tốt hơn, tỏa sáng hơn rất là nhiều, và hãy suy nghĩ thật là tích cực, vì 2020 có lẽ là một năm quá là buồn rồi, cho nên là mình sẽ bỏ qua 2020 đi, coi như xé nháp, quay lại với một năm hoành tráng, thành công hơn là 2021 nha mọi người. Và chắc chắn Tiên sẽ có rất là nhiều thiếu sót trong năm 2020 và Tiên cần phải thay đổi để thành công hơn vào năm 2021. Tiên cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua, trong năm 2020 đã ủng hộ Tiên và ủng hộ kênh YouTube của Tiên cũng như là những gì Tiên đã làm, luôn luôn bên cạnh Tiên những lúc thật sự rất là khó khăn. Và Tiên mong là các bạn vẫn hãy luôn đồng hành cùng Tiên trong năm 2021 và rất là nhiều năm sau này nữa. Và Tiên tin chắc rằng các bạn sẽ thành công trên con đường của các bạn chọn. Và các bạn hãy nhớ rằng luôn 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 cố gắng trong cuộc sống, cho dù có bất kể những cái rào cản nào thì các bạn phải luôn vượt qua. Tiên chúc các bạn có một năm mới nhiều thành công, sự hạnh phúc và luôn an vui nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye, I love you guys.